tường nứt hết trơn và cháy đen thôi. Nhưng mà lúc người ta chở đi lên khách thì người ta đâu có phải chiếc như mình ra mình nói vậy đâu, ý là ta lên chở là lúc rồi không, nhưng mà được cái nhìn dài xương rồi rút hết rồi. Nó chỉ có cái rút cái thân thôi với cái đầu thôi, nhưng mà cái sọ như mắt đồ nó hết trơn rồi, làm sao biết được đấy. Hiện giờ giờ nó giờ nhận dạng, nó không biết nhận dạng luôn kìa. Có mình thì hiện xuống chứ hả? Thì với ba giờ không biết nhận dạng nè. Giờ lấy về nhà cứ thấy lên á, tôi nhận dạng rồi, tôi nói có nhận gì dữ rồi, giờ nó nhận thử ra đen cho nhận gì dữ thôi, còn công nữa. Cứ vô hàng đây chơi xin đây hết thì cứ người thủ tốt thôi. Mà em dẫn vô ngôi nhà. Mình có thấy thôi, nó có nhận mình lấy thôi, còn mình biết mình bao nhiêu người đó rồi. Bây giờ mình biết bao nhiêu người rồi, cứ lại đó, mình lấy cũng được, mình không thấy rồi. Thấy thôi để mình thấy là ta lên đi, ở đây thì cũng có lên rồi, giờ đang xin được lên nhưng không được không lại được làm sao mà không được rồi, không mấy chuyện người ta nhận gì dữ á, nhận sáng bây giờ người ta nói á, đâu phải ở đây luôn rồi đem đi luôn thấy là giờ bỏ đi hết đi, lấy gì không biết ai là ai đâu, giờ không biết ai là ai đây nè, tại vì ví dụ chở trong phòng ai cũng không biết, mình còn biết còn hồi lúc ta chở mình vô, ta chở mình cứ đi xong rồi mình không biết ai đâu mình không biết. Có gian đi ở nhà không đâu, bữa nay chứ có mình con thấy là thử bên kia không, chứ còn nhà đây chào cảnh đó ngay mở vậy, giờ cũng như heo quay mình không biết nhận. Nó bị heo quay lắm á. Có thọ không? Nó nói chung là còn được cái thân hình như là cái thọ đầu thân hình đó. Không có nhận dạng nữa đâu. Đó bên đó. Không sao, giờ thấy tập thể rồi đem đổ mấy tập thể giờ cũng nhận dạng nữa mà sao làm hòm mình đưa. Cũng biết bây giờ bà kia cái bà lên bà có sinh bệnh về quê cũng biết khác nào quan sinh không, bà kia nếu mà sinh thì thử ADN là biết liền, thì thử bả được cái thử kia thì thử bả thôi, biết ADN nhận xét thôi, còn không thì thôi để chôn hết đây, tiêu hết đây. Đây là hiện trường vụ cháy nghiêm trọng 5 người chết ở phường Phước Long B, quận 9, thành phố Hồ Chí Minh xảy ra vào rạng sáng ngày 21 tháng 1, tức ngày 27 Tết. Và công an đã cho vào sau khi mà khám nghiệm hiện trường xong. Vết nứt rất là nhiều. Rõ ràng anh kẹp luôn, phát hiện là lửa bao nguyên một phòng, nó bích phòng luôn.
Và đưa vào khoảng sâu khoảng 400 mét để đến cái hiện trường của cái vụ cháy. Và sau đó thì đã sau khoảng 20 phút thì đã khống chế và dập tắt hoàn toàn cái đám cháy. Tại hiện trường thì chúng tôi ghi nhận là 4 xe máy để ngay phía trước cửa ra vào của căn nhà đã bị thiêu rụi. Và qua cái kiểm tra thì chúng tôi phát hiện là có 5 người trong gia đình đã tử vong, gồm có thứ nhất là bà Lê Thị Huệ, sinh năm 1950, thứ hai là bà Lê Thị Tuyết Mai, sinh năm 1976, thứ ba là ông Lê Hoàng Trung, sinh năm 1978, thứ tư là ông Lê Hoàng Thanh, sinh năm 1980, và thứ năm là chị Trần Mỹ Huyền, sinh năm 1990. Cả 5 người này đều cư ngụ trong gia đình này và đều là người ở trong một gia đình, trong đó bà Huệ là mẹ, chị Mai là con gái của bà Huệ, ông Thanh và ông Trung là con trai của bà Huệ và chị Truyền là con dâu của bà Huệ. Trước mắt thì chúng tôi ghi nhận tại hiện trường là có 4 cái xe máy là để chắn ngang để lối cửa ra vào của cái căn nhà này và đã bị cháy rụi 4 cái xe máy. Trên cơ sở đó thì cái ngọn lửa cũng đã bao trùm và đã làm sập một cái gác gỗ của cái căn nhà và dẫn đến cái hậu quả rất là đáng tiếc, đó là 5 người tử vong. Hiện nay thì chúng tôi đang phối hợp với các cái lực lượng chức năng của thành phố để tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi và trên cơ sở đó sẽ tiếp tục điều tra làm rõ cái nguyên nhân của cái sự cháy này. Có dư luận cho rằng là chính là bom xăng, ném bom xăng và bổ cửa vào để đòi nợ thuê. Tất cả những cái này đều là dư luận và chưa được kiểm chứng. Do đó là tôi đề nghị là báo chí chúng ta có cái định hướng và chỉ có đưa những cái thông tin chính thức mà cơ quan điều tra cung cấp cho các bạn. Anh về phía chính quyền thì sống chỗ này ngay sau khi cái sự việc đau lòng xảy ra đó thì lãnh đạo của phường, lãnh đạo của quận và như các bạn thấy là ủy ban nhân dân phó chủ tịch ban thành phố cũng đã đến hiện trường, rồi lãnh đạo các cái cơ quan chức năng có liên quan ngay lập tức có mặt tại hiện trường và chúng tôi cũng đã gặp gỡ người thân của những người xấu số để mà xin ý kiến về cái hậu sự. Thì bước đầu đó là tôi xác định đây là những người lao động có hoàn cảnh rất là khó khăn, cho nên là kinh phí một mặt á là chúng tôi cũng vận động sự chia sẻ của cộng đồng hàng xóm láng giềng, chủ yếu là phường và quận sẽ chịu trách nhiệm hỗ trợ kinh phí để lo hậu sự, kể cả cái kinh phí hỗ trợ sau khi còn cái hậu sự. Trước mắt á là các cơ quan chức năng sau cái hiện trường sẽ đưa về bệnh viện. Chủ tịch ủy ban nhân dân tỉnh. Bạn có thêm thông tin gì nữa thì
và tôi rất là mong là các bạn là anh Thanh trưởng đoàn quận đã có thông tin, thì các bạn nếu có thắc mắc gì thì anh Thanh đây là cái người và tôi sẽ trả lời, để tránh trường hợp là mình nghe cái thông tin nó không có chính thống rồi nhiều khi nó bị nhiễu thông tin, và đặc biệt trong cái bối cảnh là Tết đến xuân về mình đưa tin sao để rồi cái chân mực à. Sự việc đáng tiếc xảy ra thì không ai mong muốn, nhưng mà cái nguyên nhân gì thì cơ quan chức năng ta đang làm à, cho nên là mình có cái thắc mắc gì có thể tại được cái chỗ này, hoặc có thể sau này các bạn cứ mạnh dạn liên hệ hai lĩnh vực chủ động xin số điện thoại 2 chính quyền à, chúng tôi đã có chuẩn bị đầy đủ kinh phí để mà lo hậu sự và chủ động nhất. Các bạn cần thêm thông tin gì nữa không? Dạ rồi.